tam giới thừa ơn phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri giảng toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ, xin gửi mic lại cho Vinh Kinh. Kính mời Vinh Kinh lên thử mic ạ. Nam mô Bố Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Sơn Kha nhé. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học ha, chỉ rồi học tới đâu quên ha, đi học hết tập sơ tưởng thì phải, học hết tập sơ tưởng ha. Đúng không quý vị? Hello. Đúng không? Ok. Rồi. Trước khi vào buổi pháp học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Samanta Chakravalesu Atragachan Kurevata Sattamang Murirachan Sa Sunantu Sagamok Kadang Amman Savanakalo Ayam Padanta Tamat sawana kalo ayam padanta. Tamat sawana kalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamattulang sasattham maganuttamang apiwa niyapasissa apitham mattasanggahang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chưa được trong quyền diệu pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính thưa quý vị, tuần trước là chúng ta học tới tâm sở tưởng và xong phần tâm sở tưởng. Ngày này chúng ta bước qua về tâm sở tư, tiếp tục ha. Thì trước khi học tiếp về ý nghĩa này kia này thì chúng ta mời quý vị đọc Bali lại phần tâm sở từ từ đầu luôn, tâm sở luôn ha, tới tâm sở bất thiện, tức là tâm sở tà tha, tâm sở bất thiện luôn. Đọc Bali trước cho có nóng máy rồi ha. Rồi xin mời tất cả quý vị quan hỷ lên để mà đọc qua lì để tạo nhiều phước báo. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa Kha giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng đây, kính chào quý anh chị trong đạo tràng, kính chào Vinh Kinh. Con xin đọc bài ạ. Tâm sở Cetasika Vipanyasa Cetasika có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. Thứ nhất là tâm sở tở tha Anyasamana Cetasika. Thứ hai là tâm sở bất thiện Akusala Cetasika. Thứ ba là tâm sở tịnh hảo Sopana Cetasika. A lớn tâm sở tự tha Anyasamana Cetasika có hai nhóm. Thứ nhất
Số 1 là mã lớn tâm sở biến hành sắp bá chít tá sa tha tha ra tha tha ra ná. Có 7, 1 là xúc phát xá, 2 là thọ quê đá ná quê đá na, 3 là tưởng sanh nha, 4 là chê tá na, thứ 5 là nhất hành ê cắt gá ta, thứ 6 là mạng quyền chi quý tinh rí giá. Tác ý là ma ná xí ca rá. Và thứ hai là mã là tâm sở việt cảnh ba kinh ná cá chê tá xí cá, có 6. 1 là tầm bích tát cá, 2 là tứ ví cha rá, 3 là thắng giải á thí mốc khá, 4 là cần ví đi giá, 5 là hỷ bi tí, 6 là dục chanh đá. Số bề lớn là tâm sở bất thiện a cú sa lá chê tá xí cá, có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm nhất là si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4, 1 là si mô hô, 2 là vô tàm á hí đi căng, 3 là vô quý á nốt tấp băng, 4 là phóng vật út thắt chăng. Nhóm 2 tham phần có 3, 1 là tham lô bô, 2 là tà kiến thí, 3 là ngã mạn ma nô. Nhóm 3 sân phần có 4, 1 là sân đô sô, 2 là tật ít xa, 3 là lẫn mắt chá rí dân, 4 là hối khút khút chăng. Nhóm 4 hôn phần có 2, 1 là hôn trầm thi năng, 2 là thị miên mít thăng. Nhóm 5 có 1 là nghi viết chí kích cha. Dạ, con đã đọc xong, xin gửi mít là cho đạo tràng ạ. Dạ, mấy ông rài bận quá không có ôn bài mà. Dạ, xin gửi mít là cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tông đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, thấy đạo tràng vắng bóng quá nên Nhật Quỳnh xin phép trả bài. Dạ, quý vị nào nếu có hoan hỷ đưa bàn tay lên thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị trả bài trước ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi trả bài Nhật Quỳnh cũng xin sám hối với Quỳnh Kinh. Hồi sáng này thấy Huynh Kinh vào trong đạo tràng lớp học Bích Tha Thâm Má, định là BM hỏi Huynh rồi chiều nay học cái gì mà quá nhiều việc. Dạ, quá nhiều việc, điện thoại lung tung nên là quên mất tiêu, tới hồi đóng room rồi mới nhớ. Nên là bây giờ thì Nhật Quỳnh tâm trạng giống như Trần Đạo là không có ôn bài, thú thật trước đi. Dạ, để dạ không phải đâu, mà tại gì ở bên room cấp cứu có một chút xíu vấn đề nên là kéo lôi qua tới ở bên cái lớp học của Thá Thâm Má. Đó, mà Thi Lâm là biết chuyện này nè. Dạ không phải đâu. Dạ, nên nó là quá nó rộn ràng gì đâu. Phải nói là do mình không có sắp xếp đó Quỳnh. Dạ, không có sắp xếp. Dạ, bây giờ thì nhà Quỳnh xin phép được trả bài và xin phép với Quỳnh Kinh nhà đạo tràng Nhật Quỳnh chỉ đọc ở trong bảng của Nhật Quỳnh, chứ Nhật Quỳnh không post ra, tại vì không có ôn bài mà giờ post ra nữa thì rất là bị chi phối, không đọc được ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài tâm sở chê ta si cá đi ba đi bành nhà sa chê ta si cá. Có 52 loại tâm sở, có 3 nhóm. 1. Tâm sở tự tha anh nha sa ma na chê ta si cá. 2. Tâm sở bất thiện akusala chê ta si cá. 3. Tâm sở tịnh hảo
sô phá ná chê ta xí cá a lớn tâm sở tự tha anh nhá sa ma na chê ta xí cá. Có hai nhóm, một là mã tâm sở biến hành sắp ba chít ta sa tha ra ná có bảy: một xúc phá xá, hai thọ vê đa na, ba tưởng sanh nha, bốn tư chê ta na, năm nhất hành ê khắp gata, sáu mạng quyền chi quy tin rí giá, bảy tác ý mana sikara. Hai la mã tâm sở biệt cảnh bát kinh naka chê tasika có sáu: một tầm quy tách cá, hai tứ quý cha rá, ba thắng giải athi mốc khá, bốn cần quý đi giá, năm hỷ bi tí, sáu dục chanh đá. Nhóm năm có một nghi quý chí kích cha, b tâm sở bất thiện akusala chê ta xí cá có 14, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4: 1 si mô hô, 2 vô tàm ahiri căng, 3 vô quý anot tắp bằng, 4 phóng vật uthat chanh uất thách chăng. Nhóm 2 tham phần có 3: 1 tham lơ phơ, 2 tà kiến ích thí, 3 ngã mạng ma nô. Nhóm 3 sân phần có 4: 1 sân đô sô, 2 tật ích xa, 3 lận mắt cha đi dăng, 4 hối quýt chăng. Nhóm 4 hôn phần có 2: 1 hôn trồng thi năng, 2 thủy miên mít thăng. Nhóm 5 có 1 nghi vi chí kích cha. Dạ, năm mô bích tha giá. Dạ, như Quỳnh đã trả bài xong. Dạ, có sai thì Quỳnh sửa dùm. Dạ, kính mời đầu tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Năm mô bích tha giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh không thấy có bàn tay quý vị nào hết. Dạ, thôi bây giờ chắc có lẽ quý vị vừa bận không cầm mic được hay sao. Nên Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tiếp tục dạy. Dạ, có được không quý vị? Dạ, quý vị có đồng ý không? Thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, chị Meta, Nhật Quỳnh biết hôm nay chị rất là bận. Dạ, nên là chắc chị không có trả bài được rồi Quỳnh Kinh ơi. Dạ, thôi thì Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và kính thỉnh Quỳnh trở lại máy, trở lại đạo tràng để đạo tràng tiếp tục học. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh ạ. Nam Mô Bích Thai giá, Nam Mô Tâm Mai giá, Nam Mô Sơn Khải. Hôm nay không ngày cho bài đây. Nghỉ Tết lâu quá rồi giờ quên hết rồi. Xù hết rồi. Hôm nay cô Nhật Quỳnh bán hàng ế. Tao thấy cái chị mấy ta giơ tay phải không? Thấy có cô mấy ta đưa cái tên lên nè. Rồi mời xin mấy ta nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Giá. Dạ, mấy ta đưa tay để có ít lời tâm sự cùng với đạo tràng. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Tý Đức cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Kính chào Huynh Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay mấy ta rất là bận, bởi vì ngày mai là 7 giờ, ngày mai là mấy ta phải đi cùng với hai đứa con gái để đi hành hương tứ động tâm bên Ấn Độ.
Dạ, chuyến hành hương này thì đi ba nước. Trước hết đi qua Thái Lan 3 ngày, đi qua Miến Điện 3 ngày. Và số ngày còn lại thì đi bên Ấn Độ. Dạ, rồi đến ngày 13 Tây tháng 3 thì Meta mới trở về và vào room trở lại được. Cho nên Meta bận quá không thể học bài hôm nay được. Meta chỉ xin phép là nghe được cái gì thì nghe, nghe được chút nào hay chút nấy. Dạ, thì trước khi đi thì Meta cũng xin chúc cho sư, quý sư và quý bà quý cô tu nữ cũng như toàn thể đạo tràng là có đầy đủ sức khỏe. Và Meta tới ngày 13 Tây tháng 3 thì mới vào trở lại được. Và chúc đạo tràng tất cả là quý vị cũng mạnh khỏe rồi tu tập được tiến hóa. Khi mà ta đi thì bữa nào có vào được thì vào, còn không vào được thì thôi, mà Meta nghĩ chắc là rất là bận không thể vào được. Vậy thôi, trước khi mà Meta ngày mai Meta đi thì Meta cũng có ít lời tâm sự với lại đạo tràng như vậy. Dạ, xin huynh kính thông cảm. Dạ, thôi Meta xin nhường mic lại cho huynh kính để dạy bài học hôm nay. Rồi, sa thứ cô Meta. Chúc cô đi một chuyến gặp nhiều được điều may mắn ha, gặt hái được nhiều cái thành tựu tốt đẹp. Nhất là đi bốn chỗ đầu tâm, cố gắng tạo được những cái công đức ở những nơi đó rất là phước báo. Đó là những cái điều mà cô cũng sắp sẽ được thành tựu và chúc cô được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta vô chuẩn bị học bài tiếp ha. Giờ hôm nay là mình học với tâm sở tư. Tâm sở này rất là quan trọng nha, tại vì tâm sở tư chê ta na chê ta sĩ khác tâm sở tư. Học online hỏi sao chưa có tâm sở tình hả mà chưa, từ từ, nhiều quá, như đây đọc còn cà lâm lên cà lâm xuống. Tâm sở tư chê ta na chê ta sĩ khác. Xin Điều Quỳnh ghi ra, xin Điều Quỳnh. Rồi, trong cái chữ mà chê tá na đó, chê tá na nó ba cái chữ là cũng đều từ một cái ngữ căn là chít. CIT thì ngữ căn là chít ha. Đó là cái chữ chê tá na thì nó có ba cái chữ giống nhau là chê tá na rồi chê chít tá và chê tá xích khá, nó xuất nguyên từ ngữ căn là chít, là suy gẫm, là suy tư. Suy gẫm hay suy tư, nó sẽ phải ghi ra nha. Rồi cái chê tá na này đó, ý nghĩa đó là nó vừa tác thành nhiệm vụ. Chê tá na là nó ý nghĩa là vừa tác thành nhiệm vụ của mình và nó vừa phối trí sinh hoạt của các tâm sở, những tâm sở khác đồng sanh. Tức là ý nghĩa thì chê tá na tức là nó vừa tác thành nhiệm vụ của mình, là nhiệm vụ của nó đó, nó vừa làm cái phận sự của nó đó, vừa tác hành nhiệm vụ của mình, vừa phối trí sinh hoạt của các tâm sở khác đồng sanh. Mình ghi kỹ mấy cái này ra để cho mình nhớ. Tác hành nhiệm vụ, vừa phối trí các tâm sở khác đồng sanh, đúng rồi, đó là chê tá na, nó là một vậy. Rồi chê tá na nó là một cái gì mà nó đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả hành động thiện và bất thiện. Tức là chê tá na là nó đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả hành động thiện và bất thiện. Thì như vậy được hiểu là chê tá na.
đánh kẻ không xếp thì quên thì phải là đóng vai trò quan trọng nhất ha, là đóng vai trò quan trọng nhất, nó là một cái rất quan trọng trong tất cả những hành động thiện và bất thiện, thì mà được gọi là Chetana. Tức là Chetana là cái gì mà đóng vai trò quan trọng nhất, có ai ghi kịp, ghi nhanh ghi phụ cho xin thì Quỳnh cho lẹ. Chetana là cái gì đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả hành động thiện và bất thiện? Chetana là cái gì đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả hành động, thiếu cái gì, trong tất cả hành động thiện và bất thiện, thiện và bất thiện, trong tất cả hành động thiện và bất thiện, tức là cái Chetana này nó làm một cái nhiệm vụ rất là quan trọng à, trong trong 52 tâm sở thì cái Chetana này nó làm một cái phần sự rất quan trọng à, trong cái những cái hành động về thiện và bất thiện à, cho nên nó là một cái điểm nhấn, điểm cái điểm mà chủ chốt trong cái vấn đề mà tạo nên những cái thiện và bất thiện. Rồi mình xuống dòng mình đánh cái bà thầy đầu dòng cái nữa là chê tới na và các tâm sở đồng sanh, chê tới na và các tâm sở đồng sanh với nó. Chetana và các tâm sở đồng sanh với nó cùng hành động bằng cách thâu nhận đối tượng, cùng hành động bằng cách thâu nhận đối tượng. Bằng cách thâu nhận đối tượng và hành động nhằm thành tựu nhiệm vụ, và hành động nhằm thành tựu nhiệm vụ. Và hành động nhằm thành tựu nhiệm vụ. Nhằm thành tựu nhiệm vụ tức là quyết định hành động. Tức là quyết định hành động. Tức là quyết định hành động. À, tức là cái Chetana và những cái tâm sở mà nó sanh chung với nó đó, nó cùng nhau nó hành động bằng cách là nó thâu nhận những cái đối tượng như sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thâu nhận tất cả những đối tượng vào và nó hành động và nó làm việc để mà cho nó thành tựu cái phận sự với nhiệm vụ đó à, tức là nó có một cái quyết định để mà hành động cái sự việc qua bằng cách nó thâu nhận đối tượng à, và như vậy cái Chetana nó là một cái tâm sở mà nó lôi kéo những cái tâm sở khác đi theo với nó để làm một cái phận sự để mà quyết định hành động như vậy, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu về cái Chetana thêm như vậy. Rồi xuống dòng ha, đánh cho là thòng dòng cái này, đánh qua thị cái nữa. Trong hiệp thế à, trong hiệp thế hai chấm, Chetana cực quan trọng vì nó tạo nghiệp tích lũy nghiệp à, cái này là trong hiệp thế nha, ta nhớ là trong hiệp thế Chetana cực kỳ quan trọng vì nó tạo nghiệp và tích lũy nghiệp. Trong hiệp thế
Chetana cực cường trọng vì nó tạo nghiệp và tích lũy nghiệp, à, tức là cái Chetana tâm sở a này nó tạo những cái nghiệp thiện và bất thiện, và chẳng những vậy mà nó còn tích lũy những cái nghiệp mà nó làm ra. À, thì như vậy là trong nghiệp thế nó có một cái phần tranh nó như vậy, cái nhiệm vụ nó như vậy. Rồi xuống dòng đánh qua thị trong siêu thế, trong siêu thế nãy là trong nghiệp thế, bây giờ mình trong siêu thế hay chấm. Chetana chỉ làm phận sự đôn đốc các pháp đồng sanh, à, trong trong siêu thế đó. Chetana chỉ làm phận sự đôn đốc các pháp đồng sanh. Chỉ làm phận sự đôn đốc các pháp đồng sanh. Do vậy Chetana ở giai đoạn này không tạo nghiệp. Do vậy Chetana ở giai đoạn này không tạo nghiệp. À, nhớ đọc cho, đánh viết cho kỹ đó. Do vậy Chetana ở giai đoạn này không tạo nghiệp, tức là nó thất nghiệp rồi đó. Lúc đó giai đoạn này nó thất nghiệp nó làm được. Là trong siêu thế đó. À, cái Chetana nó chỉ là làm phần sự là nó đôn đốc các pháp nào mà đồng sanh chung với nó. À, trong cái hiệp siêu thế thì nó không có đạo nghiệp, à, cho nên ở giai đoạn siêu thế nó khác giai đoạn hiệp thế là như vậy. Rồi qua thị tôi dòng cái nữa, trong tâm quả, à, tức là mình học trong tâm thiện có, hiệp thế có, trong siêu thế có, bây giờ trong tâm quả. À, tâm quả hai chấm ha. Chetana cũng không làm việc tạo nghiệp, à, cũng không làm việc tạo nghiệp, chỉ thúc dục các tâm sở đồng sanh, chỉ thúc dục các tâm sở đồng sanh. Chetana cũng không làm việc tạo nghiệp, chỉ thúc dục các tâm sở đồng sanh làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ cho tâm quả được viên thành, làm nhiệm vụ cho tâm quả được viên thành. Làm nhiệm vụ cho tâm quả được viên thành. Đó, tức là Chetana ở trong cái tâm quả nó không có tạo nghiệp nữa, nó không phải là tại vì nó thuộc về tâm quả, là tâm này thuộc tâm quả nha, thì nó chỉ là làm cái phần sự nó thúc dục các tâm sở khác đồng sanh chung với nó, làm một cái làm những cái nhiệm vụ để cho cái tâm quả nó được viên thành, nó được thành tựu, cái tâm quả nó như vậy. Đó, đó là ý nghĩa về trong tâm quả. Rồi tiếp theo nữa là trong tâm duy tác. Nãy trong tâm quả, giờ mình tới trong tâm duy tác hai chấm. Trong tâm duy tác hai chấm, lại càng không thể, lại càng không thể tạo nghiệp vì là tâm của các bậc A-la-hán. Lại càng không thể tạo nghiệp vì là tâm của các bậc A-la-hán. Vì là tâm của các bậc A-la-hán. Phải riêng kháng ngũ môn và kháng ý môn thì là loại tâm làm việc theo phản ứng máy móc. À, kháng ngũ môn, kháng ý môn là nằm trong cái nhóm di tác. À, thì riêng kháng ngũ môn và kháng ý môn thì là loại tâm làm việc theo phản ứng máy móc. Thì
riêng kháng ngũ môn và kháng nghi môn thì là loại tâm làm việc theo phản ứng máy móc. Tức là chúng ta sẽ thấy là có những cái vấn đề mà cái Chetana nó đồng sanh, nó cộng hưởng chung những loại nào thì nó sẽ làm việc như thế nào. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái vấn đề khi mà mình phân nó ra. Khi mà Chetana mà nó đồng sanh trong các tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó là tạo nghiệp, nó tích lũy nghiệp, tức là nó thuộc về những cái tâm trong thể thế. Thì nó thuộc nó rất là quan trọng, bởi vì nó tạo nghiệp, nó tích lũy nghiệp. Còn ở trong tâm siêu thế thì Chetana nó không có làm phần sự đó nữa, mà nó chỉ làm phần sự là nó thúc dục, nó đôn đốc các pháp cùng sanh với nó. Cho nên như vậy ở giai đoạn trong siêu thế đó, Chetana nó không có tạo được nghiệp. Do cho nên chúng ta phải hiểu cách rõ ràng. Chứ phải nói nghề nghiệp là luôn, mình nói luôn tuôn từ đầu tới cuối ha. Từ hiệp thế tới siêu thế là thật ha. Rồi như vậy thì mình lại nói thêm nữa là trong cái tâm quả, những cái tâm quả là những cái kết quả, tâm quả là những tâm mà đã học rồi ha. Tâm quả vô nhân, rồi tâm quả tịnh hảo, rồi tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới đó. Thì những cái tâm quả này nó cũng không có làm cái Chetana này, nó cũng không có làm một cái việc mà tạo nghiệp, mà nó chỉ là thúc giục các tâm sở khác để nó phối hợp, nó điều động các tâm sở khác để làm những nhiệm vụ mà cho cái tâm quả nó được thành tựu, cho cái tâm quả nó được viên mãn. Vì tâm quả thì cũng thuộc về loại tâm thụ động, cho nên mình phải hiểu cái Chetana nó ở mỗi một cái vị trí nào, ở mỗi một cái lĩnh vực nào thì nó làm việc như thế nào, nó khác nhau như thế nào. Rồi về trong tâm di tác cũng vậy, trong tâm quả rồi trong tâm di tác, thì trong tâm di tác là tâm của những vị a la hán, thì những cái tâm này là càng không thể nữa. Thì cái chia thế nào, trong những tâm a la hán này nó chỉ làm việc là hỗ trợ cho những cái tâm sở khác và đồng sanh chung với nó thôi, chứ nó không có tạo nghiệp. Bởi vì tâm của một bậc a la hán thì tâm đã luộc chín, mà không còn có những cái chủng tử để mà gieo nghiệp nữa. Và riêng về những cái tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn thì những cái tâm này nó làm cái việc máy móc, thể cảnh nó đến thì nó sanh lên, nó phản ứng vậy thôi, phản ứng một cách máy móc, cho nên nó cũng không có tạo nghiệp. Cho nên chúng ta phải hiểu là những cái vấn đề của cái tâm sơ tư một cách rõ ràng, từ hiệp thế, siêu thế, quả, di tác, mình phải hiểu một cách đâu vô đó đàng hoàng, chứ không thể nói chung chung được. Cho nên có cái câu mà Đức Phật nói là chê ta nó hăng phích ca quê cầm măng quá đà mí, mày chư tỳ kheo Như La dạy sự cố ý là nghiệp. Thì khi ngài dạy như vậy thì mình phải hiểu cái sự cố ý là nghiệp này là nó nằm trong những cái loại tâm nào. Mình học rồi mình sẽ biết, chứ không thôi là mình sẽ lẫn lộn nói tâm siêu thế cũng là nghiệp thì không được. Thì đó, mình phải hiểu là vấn đề về cái chữ Chetana này một cách rõ ràng. Quý vị nắm được không ạ? Alo. 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 Ok không? Xích từng ảo nghe không? Có xích nào nữa? Anh nhìn thấy có cô Từ Mẫn gì vô sao không học rồi chạy mất rồi. Room bên kia thì cũng tạm nghỉ, room gì đó cũng như người viên nó cũng xin nghỉ tiếp nữa. Ăn Tết lớn quá nghỉ liên tục, học chậm nhất rồi nghỉ liên tục mấy tuần nữa, mình đi chậm sao nhiều. Rồi, nghe đánh qua thị đầu dòng ấy ha. Chetana trong 12 nhân duyên. Chetana trong 12 nhân duyên, tức là trong thập nhị nhân duyên đó, thì nó là hành, là sankhara, sankhara là hành, và hữu quá,
À thì như thế nào trong thập nhị mà biết tiếp theo đó là thuộc về chi nào, nó là về cái chi phần thuộc về hành, tức là sankhara, và hữu là phá hoa, là hữu hành và hữu là nó là chia thế nào, vô minh duyên hành á, hành những thức thức duyên sắc rồi đó, duyên là hành và hữu đó. Thì hành duyên cho thức, sử dụng mình đánh thầy là thầy là dòng luôn ha, hành duyên cho thức, tức là sao, tức là chê tới na duyên thức, đúng không? Hành duyên cho thức à, và hai sức ạ, tức là chê tới na duyên thức à, là mình sẽ dần biết ha. Rồi vô minh duyên cho hành, tức là vô minh duyên chê tới na, đúng chưa? Thì mình học sơ lược thì mình biết cái nhân duyên nó sẽ như vậy ha. Hành duyên thức tức là chê tới na duyên thức đó, hành duyên thức là chê tới na duyên thức. À, hai cô tu nữ tự duyên, hai này, ai nữa đây, ai mới vô nó phá nè, hai hành duyên thức và chia tay na duyên thức, rồi vô minh duyên hành là vô minh duyên chê tay na à, nói thêm ý vậy đó để cho mình hiểu, đó là nói thêm ý thêm. Khi nào học tới cái tập nhân duyên thì mình sẽ học rõ hơn à, tức là hành duyên thức, hành là gồm có những loại hành gì, phi phúc hành, phúc hành, bất động hành, rồi nó ta chê tới na, rồi sanh động sanh như thế nào đó mình sẽ học sao à, giờ mình mới biết sơ sơ trước để mình nắm được cái ý thì người ta nói tới về tập nhân duyên, mình cũng có biết được một phần nào căn bản của nó không. Vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, đúng rồi. Rồi rồi xuống dòng đánh qua thì là dòng trong năm uẩn, trong năm uẩn hai chấm, hành uẩn là 50 tâm sở, hành uẩn là năm tâm sở, mở ngoặc trừ thọ tưởng đóng ngoặc, trong năm uẩn hành uẩn là 50 tâm sở, mở ngoặc trừ thọ tưởng đóng ngoặc. Nhưng quan trọng nhất là tâm sở tư, nhưng quan trọng nhất là tâm sở tư. À, tức là trong 50 tâm sở trừ thọ tưởng á, thì cái tâm sở tư là cái tâm sở là quan trọng nhất, bởi vì chính tâm sở này nó tạo nghiệp, nó dẫn dắt thế gian đi vào những cái dòng sanh tử luân hồi ha. À, là tâm sở tư là rất là quan trọng, rất là đặc biệt à, trong 50 tâm sở thì nó thuộc về hành uẩn à, thì giống như Đức Phật nói, có Đức Phật có dạy cho chúng ta là chúng sanh có nghiệp là thai tạng à, tức là sở tư đó, là thai tạng, là nó sẽ đưa mình đi tái sanh, sanh hết kiếp cảnh này cảnh khác cũng chính do sở tư. Nếu phối hợp trong bất thiện thì nó đưa chúng ta đi vào cõi khổ, phối hợp trong thiện thì đưa những cõi an vui à, đó là chúng sanh có nghiệp là thai tạng là như vậy. Ai cho quyển được chưa, lắm được chưa, có gì lắm rồi không?
Tâm được cho các bạn về. Rồi, tiếp theo sử dụng ha. Nghiệp, nghiệp có hai loại. Nghiệp hai loại. Một là nghiệp đồng sanh. Một là nghiệp đồng sanh. Hai chấm. Nghiệp đồng sanh, hai chấm. Là tâm sở tư đồng sanh với tâm thiện và tâm bất thiện. Tâm sở tư đồng sanh với tâm thiện và tâm bất thiện. Rồi, hai là nghiệp biết thời. Nghiệp biết thời, hai chấm. Nghiệp biết thời, à, ok. Là mãnh lực, là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp. Là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp. Là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp. Do tâm sở tư hợp với tâm bất thiện hay thiện. Do tâm sở tư hợp với tâm bất thiện hay thiện. Để lại di hưởng. Do tâm sở tư hợp với tâm bất thiện hay thiện, để lại di hưởng. Ảnh hưởng về sao? Để lại di hưởng. Di hưởng. Ảnh hưởng về sao? Để lại di hưởng phải cái ảnh hưởng về sao? Đúng rồi, à, tức là nghiệp, nghiệp mà phân theo trong trong đây tâm sở tư thì nó có hai loại, là nghiệp đồng sanh, tức là những cái tâm sở tư nó đồng sanh trong những tâm thiện hay tâm bất thiện, à, thì đó được là nghiệp đồng sanh. À, còn nghiệp biệt thời, tức là nghiệp khác thời á, thì nó là một loại tâm sở tư, nó tạo một cái mãnh lực, à, cái mãnh lực nó tạo quả, nó tạo cho những cái quả khác thời. À, chẳng như, giống như cái quả mà làm bây giờ gieo nhân bây giờ mà tạo những cái quả khác thời đó. Và những cái sắc nghiệp, à, những cái sắc mà do nghiệp tạo, à, tức là những cái sắc pháp mà do nghiệp nó tạo ra, nếu mà bất thiện thì những cái sắc nghiệp này đó, sanh ra những cái sắc xấu, những cái sắc hư hoại, những cái sắc không tốt đó. Còn những cái sắc nghiệp tốt thì sanh ra được tốt đẹp lành mạnh, à, thì do cái mãnh lực tạo quả và sắc nghiệp mà bởi tâm sở tư. À, nó hợp với là tâm bất thiện hay là tâm thiện, à, nó để lại cái gì hưởng, ảnh hưởng về sau cho những cái đời sau nữa, à, thì đó là cái cách phân một một cái kiểu khác là nghiệp, à, sở tư, tâm sở tư có hai loại là đồng sanh và biệt thời, à, là như vậy. Rồi tiếp theo nữa chưa học được không? Rồi tứ ý nghĩa, tứ ý nghĩa. Rồi xuống dòng một trạng thái, trạng thái là sự tác động điều hành đôn đốc, à, sự tác động điều hành đôn đốc đến các pháp tương ưng,
sự tác động điều hành đôn đốc đến các pháp tương ưng. Rồi số 2 là phận sự. Phận sự tập hợp các pháp đồng sanh cùng hướng về cảnh bắt lấy đối tượng. Tập hợp các pháp đồng sanh cùng hướng về cảnh bắt lấy đối tượng. Tập hợp các pháp đồng sanh cùng hướng về cảnh bắt lấy đối tượng. Đúng rồi, xa thứ xa thứ. Rồi sự thành tựu thứ ba là sự thành tựu. Có sự phối hợp điều khiển, có sự phối hợp phải điều khiển, phải xếp đặt các pháp tương ưng. À, đúng rồi, điều khiển xếp đặt các pháp tương ứng. Rồi số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết có ba danh quẩn: thọ, tưởng, thức. Có ba danh quẩn: thọ, tưởng, thức. Rồi, đó là bốn bốn ý nghĩa của cái tư tâm sở, tức là về cái trạng thái của cái tâm sở tư. Nó là một cái sự tác động, một sự điều hành, một sự đôn đốc, tức là nó tác động, nó điều hành, giống như nó điều động tất cả các pháp mà tương ứng với nó, để mà thực hiện cái phận sự. Thì cái phận sự của nó là tập hợp lại, tập hợp những cái pháp đồng sanh chung với nó. Gồm những pháp đồng sanh chung đó là hướng về cảnh đó, bắt lấy đối tượng để mà thực hiện cái phận sự đó. Thì đó là cái ý nghĩa trạng thái và phận sự. Rồi cái thành tựu của nó là nó phối hợp được những sự đó, điều khiển được, nó sắp đặt được các pháp nó tương ứng để mà thực hiện cái phận sự. Đó là cái sự phối hợp của nó đã thành tựu được. Rồi cái nhân cần thiết là bắt buộc phải có ba danh quẩn là thọ, tưởng và thức. Đó là cái nhân cần thiết phải có đầy đủ. Họ tưởng thức. Rồi đó là bốn ý nghĩa của tâm sở tư. Rồi giờ phân loại. Phân loại ra có sáu. Phân loại có sáu. Một, sắc tư. Hai chấm. Một là sắc tư. Hai chấm, đó là sư, đó là tâm sở tư hợp với nhãn thức. Tâm sở tư hợp với nhãn thức để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc. Đó là sắc tư. Tâm sở tư hợp với nhãn thức để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc. Với nhãn thức, với nhãn thức, tâm nhãn thức á, với nhãn thức để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc, để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc. Đó, tức là cái tâm sở tư
sắc tư là tâm sở tư, nó phối hợp với là tâm nhận thức, phối hợp với nhận thức để nó làm cái nhiệm vụ, nó tác thành rồi sự ghi nhận người cảnh sắc đó, tác thành sự ghi nhận, thiếu sự ghi nhận được để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc. Sở tư hợp với nhãn thức là tâm sở tư hợp với nhãn thức để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc. Tâm sở tư hoặc là sở hữu tư, cái bỏ cái ghi hai cái thì mình hiểu lộn xộn. Sắc tư là tâm sở tư hợp với nhận thức để tác thành sự ghi nhận cảnh sắc, đó là sắc tư. Thứ hai là thinh tư thì cũng vậy thôi, sở hữu tư hợp với nhĩ thức để tác thành sự ghi nhận cảnh thinh. Mình ghi ghi tắt lại thinh tư, số 2 thinh tư là sở hữu tư cộng với nhĩ thức thì thôi là mình biết nó giống như cái trên ha. Sở hữu tư cộng với nhĩ thức. Chấm 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 cái này. Tinh tư là sở hữu tư cộng nhĩ thức, chứ không phải tinh tư cộng nhĩ thức nha, đặt ra. Tinh tư hai chấm, sở hữu tư là hoặc là tâm sở tư cho dễ hiểu. Tinh tư là tâm sở tư cộng với nhĩ thức để tác thành sự ghi nhận cảnh thinh. Mình biết là mình ghi tắt kia là mình hiểu, mình đọc mình hiểu hiểu không biết hiểu không biết nữa, hay phải ghi ra. Tinh tư là tâm sở tư hiệp với nhĩ thức để tác thành sự ghi nhận cảnh thinh. Rồi ghi luôn ghi cho chắc cú ha. Rồi số 3 là khí tư. Khí hai chấm, tức là tâm sở tư hiệp với tỷ thức để tác thành sự ghi nhận cảnh khí. Khí tư là tâm sở tư hiệp với tỷ thức để tác thành sự ghi nhận cảnh khí. Được không? Khí tư không thấy số 3, khí tư tâm sở tư hợp với tỷ thức để tác thành sự ghi nhận cảnh khí. Rồi số 3. Rồi số 4 là vị tư. Vị tư tức là tâm sở tư hợp với thiệt thức để tác thành sự ghi nhận cảnh vị. Tư là sở hữu tư hay tâm sở tư hợp với thiệt thức để tác thành sự ghi nhận cảnh vị. Rồi. Rồi số 5 là xúc tư. Xúc tư là tâm sở tư hợp với thân thức để tác thành sự ghi nhận cảnh xúc ở ngoặt đất lửa gió.
xúc tư và tâm sở tư hợp với thân thức để tác thành sự ghi nhận cảnh xúc mở ngoặc đất lửa gió. Cảnh xúc, xúc tư là tâm sở tư hợp với thân thức. Gì vậy? Ghiệp lắm vậy? Tâm sở tư hợp với thân thức để thành, để tác thành sự ghi nhận cảnh xúc, giống như ta vậy thôi nhưng mà nó là cảnh xúc. Mở ngoặc đất, lửa, gió. Dưới hai lần cái hợp thân thức từ hợp với thân thức bỏ vào cái này để tác thành cảnh xúc đất lửa gió à. Rồi cái số 6 là pháp tư. Pháp tư chứ không phải tư pháp nha pháp tư khác và tư pháp khác. 6 là pháp tư là tâm sở tư hợp với ý thức à, số sao và số năm à. Rồi số 6 là pháp tư hai chấm là tâm sở tư hợp với ý thức để tạo sự suy nghĩ hồi tưởng ghi nhận cảnh pháp. Pháp tư là tâm sở tư hợp với ý thức để tác thành sự suy nghĩ hồi tưởng vân vân ghi nhận cảnh pháp. Hợp với ý thức. Ý thức là gì? Hợp với ý thức. Ý tâm mà nó hợp với tâm ý. Hợp ý thức để tác thành sự suy nghĩ, hồi tưởng, ghi nhận cảnh pháp. Suy nghĩ, hồi tưởng, ghi nhận cảnh pháp. Với lại sai rồi, với lại là để tác thành sự suy nghĩ, tác thành sự suy nghĩ hay là sự hồi tưởng để ghi nhận cảnh pháp. À, tức là về cái tập sơ tư thì phân loại ra theo theo, theo căn cảnh đó, thức đó, thì nó có sáu à, chúng ta biết như vậy không? Tức là sắc tư, tức là sắc là thuộc về cảnh sắc, còn cái cảnh mà làm chỗ tức là thuộc về lãnh vực mà cho con mắt, tức là cái tâm sở tư nó sẽ phối hợp với lại cái tâm nhãn thức nó nương nơi cái thần kinh nhãn để nó bắt cảnh sắc. Đúng không? Để nó tạo một cái sự thành tựu là một cái sự ghi nhận được cái cảnh sắc đó à, do nhờ cái tâm sở tư à, tâm sở tư nó tác động nó làm cho cái sự ghi nhận được cảnh sắc đó là cảnh sắc gì à, thì cái sắc tư nó là như vậy, tức là tâm sở tư nó hợp với tâm nhãn thức, nó đồng sanh trong tâm nhãn thức
để nó phát thành sự ghi nhận cảnh sắc. Thì cũng như vậy, cái âm thanh như vậy, khi âm thanh nó đến với cái thần kinh nhĩ thì lúc đó cái nhĩ thức nó sanh khởi, đồng thời tâm sở tư cũng có mặt, tâm sở tư đồng sanh để mà nó tác thành sự ghi nhận về cái âm thanh. Đó là thinh tư. Rồi khí tư hay là hương, hương cái mùi hương là mùi khí, thì cái tâm tư nó cũng vậy, nó hợp với cái tâm tỷ thức, với cái tỷ thức để nó nương nơi cái thần kinh tỷ, nó bắt lấy cảnh mùi, để nó tác thành sự ghi nhận cái cảnh mùi. Rồi cái vị tư, thì tức là cái cũng tâm sở tư, nó phối hợp với thiệt thức, nó nương lên cái thần kinh để nó tác thành sự ghi nhận cảnh vị. Rồi xúc tư, xúc tư đây là tức là ở đây nói về cảnh xúc, tức là cái sự xúc chạm của thân, thì ở đây chỉ tính ở đất, lửa, gió chứ không có nước. Bỏ nước ra, bởi cái nước nó thuộc sắc tế, cái nước mình không có thể đụng, không có thể sờ, không có thể được. Chỉ có đất, lửa và gió thì mới được gọi là cảnh xúc. Thì cái này có gì chắc cũng đã biết rồi ha. Tức là cái khi mình đụng, bây giờ mình nói bây giờ mình thấy một cái dòng sông đi, dễ thấy. Cái dòng sông nó đang trôi chảy vậy, mình thấy cái dòng sông á, thấy mình biết cái dòng sông á. Thứ nhất là cái sự mà chuyển động đó, nó lăn tăn lăn tăn, nó chuyển động, nó chạy, nó chảy, thì mình thấy cái sự chuyển động đó là mình thấy được cái mà giống như là gió nó làm cho cái sự chuyển động đó. Rồi mình thấy được cái dòng sông đó, mình biết được, mình nhận ra được nó nhờ có cái màu sắc, tức là nhờ có cái sắc mình thấy được. Mình chứ không có sắc mình không thấy được cái dòng sông. Rồi mình rờ vô cái nước á, mình rờ vô cái nước á, thì mình thấy là lạnh hoặc là nó nóng, thì đó là thuộc về lửa. Thì gió thì mình rờ mình thấy chuyển động thì mình biết đó là gió, mà cái nóng cái lạnh á, thì nó thuộc về lửa, thuộc về âm dương á, lửa. Mà mình rờ vô nước á, mình thấy mình đập đập nước mình vẫn có cảm xúc, nó cứng nó mềm ha. Thì đó thuộc về bản chất, nó thuộc về đất. Thì như vậy cảnh xúc nó chỉ có ba là đất, lửa và gió, còn nước không có, nước không có làm cảnh xúc được, mình không có xúc chạm được cái nước. Rồi nước nó thuộc sắc tế, nước nó là một cái sự mà kết hợp của ba cái kia, nó kết quýnh lại, nó kết lại những cái sắc pháp khác, cho nên nó thuộc về nằm trong xếp trong cái về sắc sắc vi tế chứ không phải sắc thô như là đất lửa gió. Cho nên cảnh xúc, tức là sự xúc chạm giữa đất lửa gió với cái thần kinh thân, thì lúc đó cái thân thức nó sanh khởi, nó kết hợp với tâm sở tư để nó tạo thành sự ghi nhận và cảm xúc. Quý vị nắm được chưa? Rồi tới cái cảnh pháp, pháp tư, cái bài pháp là cảnh cảnh bên trong nội phần của mình, thì cái tâm sở tư nó khởi lên. Khi có cảnh nào bên trong nội phần mình khởi lên thì cái tâm sở tư nó khởi lên, phối hợp với lại cái ý thức, phối hợp với cái tâm á, rồi nó tác thành một cái sự suy nghĩ, một cái sự nghĩ ngợi, một cái sự tưởng nhớ này kia nọ, thì nó ghi nhận cái cảnh pháp, cái cảnh bên trong nội phần của mình. Đó là sáu cái cách mà để mà chúng ta nói về cái tâm sở tư nó phối hợp qua cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, phối hợp với lại thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thân và ý, và ý thức. Thì như vậy là phối hợp là cộng chung như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức, phối hợp lại với nhau thì tạo ra những cái sắc tư, tinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đó là phần là sáu loại như vậy. Rồi, ok chưa? Có gì có nắm được không ạ? À? Alo. Rắc rối xíu ha. Nắm được không? Dễ ợt ha. Học online đưa bông lên liền, dễ ợt liền. Xếp trần đạo cũng vậy. Còn ai nữa không? Ai không hiểu không? Nắm được không? Chắc cú không? Chê tới nay là nắm được ha. Rồi, đây phần hành Chetana.
phần hành chê tá na hạt giống. Phần hành chê tá na. Rồi sẽ dòng vị trí A đi cho nó khác. Cho A trong tâm bất thiện và thiện thuộc hiệp thế hai chấm, trong tâm bất thiện và thiện thiện thuộc hiệp thế hai chấm. Trong tâm bất thiện và thiện hiệp thế hai chấm. Tạo nghiệp phải lưu giữ chủng tử, tạo nghiệp phải lưu giữ chủng tử và tác thành quả về sau. Tạo nghiệp lưu giữ chủng tử và tác thành quả về sau. Đúng rồi. B trong siêu thế hai chấm, trong siêu thế hai chấm. Tuệ trí tuệ đó, tuệ diệt các kiết sử, tuệ diệt các kiết sử. Phải Cetana chỉ hỗ trợ điều hành các pháp tương ưng, vậy là bát chánh đạo, vậy diệt các kiết sử. Còn Cetana chỉ hỗ trợ điều hành các pháp tương ưng và nhất là bát chánh đạo. Tuệ diệt các cái sử, Cetana chỉ hỗ trợ các pháp tương ưng, nhất là bát chánh đạo. Rồi đó là phần hành của Cetana, tức là cái phần mà về để mà hành động á, là Cetana trong tâm bất thiện hay trong tâm thiện thuộc hiệp thế thì nó tạo nghiệp, nó tạo lên những cái nghiệp thiện hay là bất thiện gì đó, và nó lưu giữ lại, tàn trữ là những cái chủng tử, và nó sẽ tác thành những cái hệ quả về sau. Trong những kiếp sau 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 đó, thì đó là cái phần hành của nó trong tâm bất thiện và thiện thuộc hiệp thế. Chúng ta nhớ là thiện và bất thiện và thiện thuộc hiệp thế nha, rất cẩn thận cho đó. Rồi trong siêu thế thì cái Cetana nó không làm đó được, Cetana nó chỉ làm phần sự là hỗ trợ điều hành các pháp tương ưng và nhất là bát chánh đạo, nó hỗ trợ điều hành bát chánh đạo, và chỉ có trí tuệ nó mới diệt các kiết sử, nó mới làm phần sự là diệt các kiết sử. Cetana nó không làm phần sự đó. Đó là cái phần hành của Cetana. Được chưa? Rồi, đúng rồi. Xà hữu ha. Rồi những điều cần ghi nhớ hai chấm, những điều cần ghi nhớ. Xuống dòng gạch đầu dòng tư, tâm sở tư á, tư xuất hiện trong tất cả tâm. Rồi dòng gạch dòng tiếp, đồng hiện hữu với 51 tâm sở, đồng hiện hữu với 51 tâm sở.
Rồi, xuống dòng, đánh vào đây dòng. Liên hiệp với các thể tánh thiện, bất thiện, vô ký. Liên hiệp với các thể tánh thiện, bất thiện, vô ký. Rồi. Xuống dòng. Tương ưng với tứ danh uẩn. Tương ưng với tứ danh uẩn. Tương ưng với tứ danh uẩn. Ghi cho nó chính xác đi. Tương ưng với ba danh uẩn, bởi vì nó thọ tưởng và thức, nó là hành uẩn ha. Còn cái ghi bốn danh uẩn cũng được, hành uẩn nó cũng là một, nó nằm chung trong đó ha. Thì mình ghi tương với tứ danh uẩn cũng được. Mà quý vị phải hiểu nha, tức là tâm sở tư này nó cũng là hành uẩn. Và những tâm sở khác mà trừ thọ tưởng ra nó cũng là hành uẩn. À, mình phải hiểu ha. Rồi xuống dòng, đánh qua thị là dòng cái bất tương ưng với sắc quẩn. Bất tương ưng với sắc quẩn. Rồi đó là những cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, tức là cái tâm sở tư là một trong bảy tâm sở biến hành, tức là nó có mặt trong tất cả các tâm, là tâm bất thiện cũng có, tâm vô nhân cũng có, tâm tịnh hảo cũng có, tâm sắc giới, vô sắc giới cũng có, tâm siêu thế cũng có. Thì như vậy tâm sở tư nó luôn luôn có mặt trong tất cả những loại tâm, và nó đồng hiện hữu với 51 tâm sở, tức là những tâm sở nào sanh với những tâm nào nó cũng đều có mặt. Cho nên trong 51 tâm sở là nó đều có mặt đi theo hết. Rồi nó liên hiệp với các cái thể tánh, tức là thể tánh nào cũng có thiện cũng có, bất thiện cũng có, mà vô ký cũng có. Đó là cái điều mà mình phải biết. Rồi nó tương ưng với tứ danh quẩn, tức là danh quẩn là gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức ẩn. Mà tứ danh quẩn đây chỉ lấy là bốn danh quẩn là thuộc về thọ, tưởng, hành và thức, trừ sắc quẩn ra. Ngũ quẩn thì có năm quẩn như vậy, nhưng mà danh quẩn thì có bốn là thọ, tưởng, hành và thức. Thì tâm sở tư này nó thuộc về hành quẩn, là một trong 50 là tâm sở thuộc về hành quẩn. Còn cái thọ thọ quẩn là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng. Thì đó mình phải biết bốn danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức, trong đó là sở tâm sở tư thuộc về hành quẩn. Không được không? Rồi bất tương ưng với sắc quẩn, tức là nó không có tương ưng với sắc quẩn, bởi sắc quẩn thuộc về phần sắc pháp, là nó không có tương ưng, không có tương ưng với sắc quẩn được. Cho nên những cái điều mà chúng ta ghi ở đây là mình phải nhớ, phải biết vì sao chúng ta học như là sẽ thấy được. Thì như vậy cái tâm sở tư này khi nó mà phối hợp với cái nào á, phối hợp với cái pháp bất thiện á, thì nó sẽ tạo nghiệp bất thiện, nó phối hợp với thiện thì nó sẽ tạo nghiệp thiện. Nhưng mà nó phối hợp với siêu thế là khác, là nó không có tạo nghiệp nữa. Hoặc là nó phối hợp với lại tâm di tác thì cũng không có tạo nghiệp. Đó là những cái mà cần phải biết cách rõ ràng để thôi nó lẫn lộn ha. Khi người ta nói là tất cả tư là tạo nghiệp, sở tư là tạo nghiệp, cái gì cũng tạo nghiệp ha. Nhưng mà nó tùy theo chỗ, tùy theo lúc. Như vậy là chúng ta đã học xong cái phần tâm sở tư, xong cái phần sở tư rồi. Cho quý vị nghỉ sơ chút xíu đi ha, quý vị lên đây để chúng tôi nghỉ chút xíu ra. Mời chị Nhật Bình lên nói ba điều bốn chuyện gì đó. Nghỉ sơ chút xíu. Dạ, sa thú huynh, dạ.
Kính mời Vinh một ly sữa nóng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, con Thọ đại diện cho Đạo Tràng. Dạ, mời Vinh ly sữa nóng nha. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, và Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nhật Quỳnh xin lỗi Đạo Tràng nha. Dạ, Nhật Quỳnh mà học cái diệu pháp rồi thì cái đầu Nhật Quỳnh nó rối tinh nè. Chú tâm mà nghe Vinh giảng còn không xong nữa, nên là không có kịp chào hoặc đảnh lễ quý vị trong đạo tràng. Hãy quan hỷ giùm cho Nhật Quỳnh. Hãy bây giờ thì Nhật Quỳnh có dịp để chào nha. Mến chào Xích Niệm Từ, kính chào Lắng Nghe. Mến chào Châu Nguyễn, mến chào Sứ Khá, Anh Đúc Khá. Mến chào Vô Thường nha. Kính chào Bình Yên, kính chào Việt Nam 2007, kính chào học online. Dạ, mấy vị trước thì hình như Nhật Quỳnh đã chào rồi, nhưng mà bây giờ chào lại đi ha. Dạ, kính chào Châu Thi, mến chào Xích Trăng Thư, kính chào Thi Lâm, kính lễ cô tu nữ Khê Ma, mến chào Châu Phan, kính chào Hiển Mộng, kính chào Hoàng Phương Bốn. Dạ, mến chào Xích Trần Đao, kính chào chị Meta. Một lần nữa kính chào Vinh Kinh và mến chào Thi An Lạc. Rồi, Trần Đạo ơi, Trần Đạo có câu hỏi gì không? Có thắc mắc điều gì không thì đưa bàn tay lên. Dạ, quý vị trong đạo tràng có vị nào Nhật Quỳnh thấy online có thắc mắc đó, có thể đưa bàn tay lên để hỏi Vinh Kinh không? Trong lúc Vinh dùng nước nhà thì Vinh cũng sẽ nghe đạo tràng hỏi à. Dạ, kính mời bàn tay quý vị à. Trần Đạo có câu hỏi không Trần Đạo? Dạ, quý vị nào có câu hỏi không? Dạ, Trần Đạo không có câu hỏi. Dạ, trong đạo tràng quý vị nào có câu hỏi không? Có Ngọc Quỳnh thấy online học online hỏi vậy tâm sở tư đi thấy sai không? Dạ, học online có cần lặp lại câu hỏi không? Dạ, có cần lặp lại câu hỏi hoặc có đưa tay hỏi hoặc là lặp lại câu hỏi không? Để Nhật Quỳnh mời Vinh Kinh trả lời. Đọc lại hả? Đọc lại cái gì? Đọc lại câu hỏi của học online hả? Phải không? Dạ, được rồi, để Nhật Quỳnh bớt lại nha. Nhật Quỳnh kéo xuống bớt lại để Nhật Quỳnh đọc. Dạ, Vinh Kinh nghỉ một chút cho khỏe đi rồi trả lời câu hỏi của học online. Vinh ơi, vậy là tâm sở tư đi tái sanh phải không? Dạ, rồi Vinh Kinh nghỉ ngơi có khỏe được chút nào chưa, có trở lại đạo tràng được chưa thì cho Nhật Quỳnh tín hiệu mình nhường mic lại à. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ Vinh, trong dịp Nhật Quỳnh còn cầm mic á, Nhật Quỳnh có một ý kiến với Vinh Kinh nha. Dạ, Vinh Kinh mà đọc chậm á thì Nhật Quỳnh ghi lại mau, mà Vinh Kinh mà đọc mau á thì Nhật Quỳnh ghi chậm. Nhật Quỳnh mà cái đầu nó rối lên thì cái tay nó lủng củng và nó gõ nó trật tới trật lui hoài, nên sửa tới sửa lui hoài nó chậm á Vinh. Nên Vinh đọc chậm một chút á thì Nhật Quỳnh lại ghi nhanh không có bị sai. Mà hãy Vinh mà đọc nhanh thì Nhật Quỳnh ghi một hồi nó cứ trật quay và nó sai chánh tả suốt luôn, nên cứ phải sửa dòm lại, mình sai rồi sửa dòm lại ra nữa, nên một cái câu nó đưa lên hơi lâu. Quỳnh quan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Dạ, cả lẩm cẩm rồi với lại không có học trường lớp gì hết á. Dạ, học lớp không à, nên là Quỳnh quan hỷ dùm ha. Rồi Nhật Quỳnh thấy Quỳnh trở lại đạo tràng rồi, kính mời bàn tay của Quỳnh. Mô với ta giá sao thử sao gì sao gì xíu cho nó thoải mái chứ. Rồi tâm sơ tư, nãy giờ học tâm sơ tư là gì, hỏi đi tới xanh hay không thì chết cha rồi. Tâm sơ tư là gì, chứ Nhật Quỳnh trả lời thử cái xít online trả lời thử cái tâm sơ tư là gì ta. Và
còn gì nữa? Còn gì em ru trở này nó lại đây ha, tâm sẽ tư học nãy giờ quá trời tiếng hồ hỏi tâm sẽ tư là gì cái gọi em ru trả lại không có lại hỏi rồi trả lại coi tâm sẽ tư là gì, chê ta na là gì, ta na là ý rồi. Tại vì nữa thứ tư là tạo nghiệp, chế ta đắc ý mà đắc ý để tạo nghiệp là trong cái thiện hay bất thiện là một à. Còn trong siêu thế thì không tính ai, giờ mà đi tính trong nghiệp thế thôi ha, còn thứ tư nó thuộc về tâm sở để nó làm việc là tạo nghiệp, thì nó không những nó tạo nghiệp để cho đi tái sanh mà nó còn tạo cho nghiệp mà cho những cái quả trong những cái đời, đời kế ngay trong cái đời sống hiện tại này, nó vẫn có cho quả như thường, cho quả ngay trong đời sống hiện tại, cho quả kiếp kế, cho quả kiếp kế nữa. Thì tâm sở tư không những chỉ là một cái tâm sự là tâm sở để mà cho cái quả tục sinh mà nó còn cho nó nhiều thứ nữa nhé. Khi mà tâm sơ tư nó lồng sanh trong cái ta lộ tâm cận tử á, thí dụ như giờ phút lâm chung cận tử mình khởi lên cái tâm bất thiện, lúc đó cái tâm sơ tư nó tạo nghiệp bất thiện, lúc đó thì nó sẽ cho cái sự tái sanh trong cái sát na tâm tái sanh, nhưng mà nó còn làm nhiều chuyện khác nữa chứ không phải tái sanh không ha. Thì mình phải biết nó nhiều phần sự, nó làm nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như mà trong cái lộ tâm động tốc á, cái sát na thứ nhất thì nó sẽ cho cái quả ngay trong kiếp hiện tại, nó tác nghiệp nó cho cái quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn nếu mà không thì cái sát na tâm thứ bảy á, nó cho cái quả kiếp kế. Còn bảy năm cái sát na giữa đó, năm cái sát na động tốc giữa đó, nó cho là bất là cho là xa 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 nữa, nó cho hoài hết khả năng cho thôi. Cho nên cái tâm sơ tư này nó làm nhiều cái vấn đề tạo nghiệp để mình tác hành cho quả, cho đến khi nào mà nó hết cái chủng tử, nó không còn cái khả năng để nó cho quả nữa là thôi, thì nó mới ngừng. Giống như chúng ta gieo cái hạt giống xuống mà cái hạt giống nó cho ra trái, gieo hạt ớt đi, nó cho ra vô số trái ớt, hái ăn hái xài cho đủ thứ hết, khi nào cho đến khi nào cái hộp ớt nó không còn có cái sức để mà cho trái nữa thôi. Thì cái tâm sơ tư vậy nó tạo nghiệp rồi nó sẽ cho quả cho đến khi nào nó không còn khả năng cho nữa thì thôi. Thì tâm sơ tư nó làm như vậy. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua tâm sở nhất hành. Ê, cách ta tâm sở nhất hành. Rồi. Ê cá, ê cá là một, ê cá là một, rồi về ắt gá. Cái chữ ra. Cá là một ha, ắt giá. Đây, mà sẽ ra là ắt giá là cao tột. Ắt giá là cao tột. Cao tột. Rồi, thì nó ghép lại hai chữ này lại. Ê cách ghép ta là điểm cao tột. Là điểm cao tột, nên được dịch là nhất điểm hay là nhất hành, còn được dịch là nhất điểm hay là nhất hành, người ta là điểm cao tột, cho nên cái ta này còn được dịch là nhất điểm
hay là nhất hành, thì gọi là đến. Người đây cái tao vậy. Rồi, đúng rồi, cái dòng, ông gặp cái dòng ha. Sự gom tâm và tâm sở an trú vào một điểm, một đối tượng là ekagata. Sự gom tâm và tâm sở an trú vào một điểm, một đối tượng là ekagata. Tức là cái sự mà gom tâm lại, gom cái tâm lại cùng với tâm sở, gom là nó an trú vào trong một cái điểm hoặc là một cái đối tượng duy nhất ấy. Thì nó được gọi là ekagata. Rồi, đúng rồi. Rồi xuống dòng mình gạch đánh vào thị cái nữa. Sâu kết, sâu lại là sâu kết các pháp liên kết nhau, sâu kết các pháp liên kết nhau cùng an trú trong cảnh, sâu kết các pháp liên kết nhau cùng an trú cảnh là ekagata. Tức là nó có một cái sự sâu kết, kết nối nó sâu lại ha, sâu lại các pháp vậy, nó liên kết với nhau, cùng nhau nó an trú trên một cảnh là ekagata. Thế không sau sau chữ chữ x chứ phải chữ s nè. Sau kết các pháp liên kết, sau kết các pháp liên kết với nhau, sau kết các pháp liên kết nhau cùng an trú trong cảnh, sau kết các pháp liên kết nhau cùng an trú trong cảnh gọi là ekagata. Ghi lại cho đúng nha. Tức là một cái sự mà sâu kết, kết nối xỏ sâu kết nối liên kết lại các pháp, kết nối các pháp lại với nhau thì được gọi là an trú trong cảnh luôn, và an trú trong cảnh luôn, kết nối an trú vào trong cảnh thì được gọi là ekagata. Thiếu cái cùng an trú trong cảnh nữa, cùng an trú trong cảnh không có cảnh sao sâu kết vô làm gì. Tức là sâu kết các pháp kết nối lại với nhau, liên kết với nhau cùng an trú trong cảnh thì gọi là ekagata. Mình ghi lại cho nó rõ ràng câu. Rồi, xuống dòng, gạch vào dòng cái.
giữ tâm quân bình, không lay động trong cảnh, gọi là Ekagata. Giữ tâm quân bình, không lay động trong cảnh, gọi là Ekagata. Giữ tâm quân bình, không lay động trong cảnh, gọi là Ekagata. Đúng rồi, xa thấu, xa thấu. Rồi, giữ gìn các pháp trên một đối tượng, gọi là Ekagata. Giữ gìn các pháp trên một đối tượng, và gìn giữ hay giữ gìn các pháp trên một đối tượng, trên một cảnh, trên một đối tượng, gọi là Ekagata. Rồi, đúng rồi, đó là những cái ý nghĩa của cái chữ Ekagata này ha, tức là nó gom tâm với những tâm sở, gom lại, rồi sâu kết lại với nhau, rồi nó giữ cho cái quân bình không cho lay động, và nó gìn giữ những cái pháp đó cùng chung với nó là trên một đối tượng, không có bị rơi rạc nhau, thì vậy đó gọi là Ekagata, tức là định. Tức là những ý nghĩa của cái chữ Ekagata này mình phải hiểu, bởi vì nó cũng rất quan trọng, để trong khi chúng ta muốn tu tập về định đó, mình phải biết là mình dùng gom cái tâm với tâm sở mình, gom lại vào một điểm, rồi mình sâu kết lại, mình cố gắng mình liên kết các pháp lại với nhau để mà an trú trên một cái đối tượng, rồi khi nó an trú rồi mình giữ quân bình không cho nó lay động, không cho nó chạy nhảy mong lung, giữ cái tâm quân bình không lay động trong các cảnh, và gìn giữ những cái pháp đó đó trên một đối tượng, trên một đối tượng duy nhất thôi, không không cho nó chạy tập lung, giữ gìn pháp trên một đối tượng. Thì như vậy đó là Ekagata. Bây giờ nắm được cái ý nghĩa một cách rõ ràng thì mình đi vô pháp hành nó rất là dễ, mình nắm được cái ý rồi mình biết đó, khi mình vô mình có tác ý liền, mình gom cái tâm mình kết nối những cái tâm tâm sở lại để nó quăng nó lên trên đối tượng, kháng khích trên đối tượng. Như vậy đó là ý nghĩa của chữ định. Ekagata là định đó. Rồi, định có ba loại. Định có ba loại. Một, định thông thường. Định thông thường, mở ngoặc sát na định. Rồi, số 2, cận định. Số 2 là cận định. Rồi, số 3 là nhập định. Nhập định, phải trú trên một đối tượng. Tức là nhập định đó, an trú trên một đối tượng, Samadhi. Tức là nó có định phân ra được là ba loại, là cái định mà định thông thường, tức là giống như là nó chỉ là từng sát na nó có cái tâm sở định đồng sanh trong đó. Ví dụ như mình bình thường mình làm việc này làm việc kia, mình suy nghĩ chuyện kia, thì cái sát na định đó nó làm việc, nó tạo nghiệp, nó làm nó định làm tạo cho cái tâm nó an định trên một cái đối tượng một cách chớp nhoáng như thế, trong một sát na, thì đó gọi là định thông thường.
rồi cái cận định là cái nó gần vô tới nhà đắc định, tức là cái nội tâm nó vô gần tới phần đắc định, mà chuẩn bị cận hành cận thứ là cái đó là nó vô tới là cận định, rồi tới nhập định là hoặc là đắc định thì lúc đó là an trú trên một đối tượng duy nhất. Thì đó là ba cái cách mà người ta gọi là ba loại định, là định thông thường, định cận định và nhập định. À, thì ta thí dụ cái vấn đề cái này á, trong cái chú giải ta thí dụ nó giống như trên bàn á. Trên bàn có nhiều đồng tiền, nhiều cái đồng tiền bằng gì đó, bằng bạc, đồng tiền kim loại á. Nó có nhiều đồng tiền bỏ trên bàn á. Là cái vấn đề đó thì nó được diễn tả qua bốn cái hình ảnh. Thì hình ảnh thứ nhất á, là các cái đồng tiền nó được để mà rời rạc nhau. Thì cái hình ảnh mà cái đồng tiền để mà rời rạc nhau rồi văng vãi tùm lum tà lai ha, thì cái đó không phải là nó không phải là ý nghĩa của cái định này. Bởi vì nó rời rạc nó không có phải là ý nghĩa của cái tâm sở nhất hành này, không phải là cái ta. Cái hình ảnh thứ nhất, mà hình ảnh thứ nhất là không đúng. Rồi cái hình ảnh thứ hai người ta đưa ra, ví dụ hình ảnh thứ hai là những cái đồng tiền á được sắp lại để sát vô nhau. Không có kẻ hở, tức là những đồng sát giống như mình để liền lại với nhau hết đi, giống như mình ráp nó lại cho nó thành một cái vòng tròn vậy hả, thì nó liền sát lại với nhau hết. Thì đó là cái ý nghĩa về thông thường của cái ta, là mình sẽ định thông thường. Có gì hiểu không, có gì nắm được không, tức là cái đồng tiền mà ráp lại nó thành vòng để cho nó liền nha, sát nhau hết á. Không có cái hở thì như vòng tròn vậy đó, thì gọi là làm sở nhất hành mà thông thường. Rồi cái hình ảnh thứ ba là những cái đồng tiền mà được gom lại xếp thành bốn chồng, xếp lại hay chồng chồng lên thành bốn chồng tiền để sát nhau, để sát vô không có kẻ hở hay để sát vậy đó, thì lúc đó được gọi là cận định. Tâm sở nha, tâm sở này nhất hành lúc này được gọi là cận định, vậy chồng lại rồi nó chồng lên mà nó chia làm bốn, chồng sát lại làm bốn, thì được gọi là cận định. Còn cái hình ảnh thứ tư á thì bốn cái chồng này đó gom lại chồng lên hết thành một chồng, thành một cái chồng duy nhất, gom hết lại chồng lên hết thành một cái nhất, gọi thì lúc đó gọi là nhập định hay là đắc định. Thì bốn cái hình ảnh này diễn tả cho chúng ta thấy là cái hình ảnh thứ nhất là để rời rạc thì không không chưa gọi là nhất hành. Hình ảnh thứ hai là để sát vô không kẻ hở, thì gọi là định thông thông thường. Hình ảnh thứ ba là xếp lại thành bốn chồng, sắp nha chồng chồng sát lên bốn chồng vậy thì gọi là cận định. Và cái hình ảnh thứ tư là chồng bốn chồng nó lên thành một chồng gồm là hết thì gọi là định, hoặc là nhập định hay đắc định. Rồi đó là cái những cái ví dụ để chúng ta thấy cái chữ đó là như vậy. Rồi bây giờ mình học tới cái phần là bốn ý nghĩa hay là tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa một, trạng thái không loạn động, không chao động trước đối tượng. Trạng thái không loạn động, không chao động trước đối tượng. Không loạn động, không chao động trước đối tượng. Trạng thái rồi, đúng rồi. Rồi tới số 2 phận sự. Phận sự gom các danh pháp đồng sanh quy về một mối, gom các danh pháp
nhớ nha, gom các danh pháp đồng sanh quy về một mối, gom các danh pháp đồng sanh quy về một mối. Rồi, rồi số 3, sự thành tựu hiện bày sự yên tĩnh, yên trú vững trong cảnh. Sự thành tựu hiện bày sự yên tĩnh, yên trú vững trong cảnh. Yên bài sự yên tĩnh, yên trú vững trong cảnh, yên trú vững trong cảnh. Đúng rồi. Rồi, nhân cần thiết, số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết có thọ lạc, phải sự an lạc an vui, sự an lạc an vui. Và nhất là sự vắng mặt của si phóng dật và si hoài nghi, và nhất là sự vắng mặt của si phóng dật và si hoài nghi. Đó, bốn cái ý nghĩa về cái tâm sở ekagata này. À, tức là cái trạng thái nó không có loạn động, cái trạng thái là cái tâm nó không có bị loạn, bị chạy nhảy, bị chao động trước đối tượng. Cái trạng thái đó được gọi là trạng thái ekagata. Và cái phận sự của cái ekagata này nó là gom các danh pháp, tức là nó gom tụ hết tất cả những danh pháp mà sanh chung đó, quy về vào một mối, quy về vào một cái đối tượng duy nhất. Thì phần sự của nó đã làm như vậy. Rồi cái sự thành tựu của nó là nó hiện bày ra được cái sự mà yên tĩnh, cái sự mà yên ắng, cái sự yên trú vững trong cái cảnh đó, trong cái đối tượng đó. Khi nào có sự yên trú, sự yên tĩnh vững vàng trong cảnh thì lúc đó có sự thành tựu. Rồi nhân cần thiết của nó phải có thọ lạc, phải có cái sự mà an lạc mới định được, còn không có lạc thì không định được. Cái sự an lạc, sự an vui, và nhất là phải có sự vắng mặt của cái si phóng dật và hoài nghi. Bởi vì si phóng làm cho loạn động, hoài nghi cũng làm cho phân vân lưỡng lự, không có định được, mà nó chỉ là nhấp nhóm thôi, nó không có định được. Cho nên là cái nhân cần thiết là như vậy. Nên Đức Phật cũng có dạy là thân yên lặng dẫn đến tâm yên lặng, và tâm yên lặng dẫn đến phiền não yên lặng. Là lời Phật dạy. Nhưng mà để ý là những cái câu mà Đức Phật dạy nói rất đơn giản nhưng mà thâm thúy, rất là sâu sắc. Từ cái thân mình yên lặng được thì nó dẫn đến cái tâm mình yên lặng. Cái thân mình nó không yên lặng thì cái tâm mình chắc chắn nó sẽ không yên lặng. Thân mình bị đau ốm nhức nhói đủ thứ chuyện, hoặc là nó xáo trộn đủ thứ thì cái tâm mình khó mà yên lặng được. Cho nên khi mà bệnh xuống á, chúng ta mà bệnh xuống khó mà chúng ta định tâm lắm, khó mình thiền được lắm. Nhiều khi người ta nói mấy người bệnh thì cố gắng tập thiền thì cũng khó lắm, cái gì lúc đó nó giật dữ lắm, nó giật cái bên trong mình nó đau nhất, rồi nó đủ thứ. Nhưng khi chúng ta ai dắt trong đây ai cũng biết khi mình bệnh là nó như thế nào không. Cái tâm mình nó yếu xìu, tâm mình nó giống như là cái lau sậy, nó khó mà đứng vững được. Và khi nó không yên lặng thì thân mình nó không yên thì cái tâm mình nó loạn động, nó tùm lum tà la. Cho nên thân yên lặng thì nó mới đưa đến cái tâm yên lặng,
Tâm yên lặng thì phiền não nó yên lặng. Đó là cái mà chúng ta thấy. Thì muốn cho phiền não được yên lặng thì phải tâm phải yên lặng, tâm yên lặng thì thân phải yên lặng, có sự như vậy. Rồi bây giờ đối nghịch, đối nghịch của Ekaggata, hai si phần, hai hai si tâm, hai tâm si đấy. Đối nghịch là hai tâm si. Hai tâm si tâm si phải hoài nghi, tâm si thật sáu vật học rồi biết không. Rồi định trong các tâm thọ khổ u, định trong các tâm thọ khổ khổ u hai chấm. Rồi giờ ta dùng cái tâm sở tinh tấn phối hợp để giúp tâm định trên cảnh trái ý. Bây giờ người ta dùng tâm sở tinh tấn phối hợp để giúp tâm định trên cảnh trái ý. Tâm sở tinh tấn phối hợp với phối tâm sở tinh tấn phối hợp để giúp tâm, để giúp tâm chứ không phải phối hợp này. Để giúp tâm định trên cảnh trái ý, để giúp tâm định trên cảnh trái ý. Rồi cái dòng gặp lại dòng tâm sở tư lôi kéo điều hành tâm sở tư lôi kéo điều hành. Đó là cái định trong cái tâm mà nó có cái thọ khổ thọ ưu tâm thọ khổ thọ ưu là những cái tâm thấy làm sao nó định được ha? Thì bởi vì trong lúc đó nó cái tâm sở tinh tấn á, sự mà tích cực xung lên đó, tinh tấn nó phối hợp để nó giúp cho tâm định trên cảnh trái ý. Chứ không có cái tâm sở tinh tấn này là cái tâm định nó không có thể nào định được, bởi cái tâm họ khổ tu cái cảnh mà trái ý nghịch lòng tâm khó chịu bực bội sân hận ha? Thì đó, tâm sở tinh tấn nó giúp cho cái tâm nó định trên cảnh trái ý. Và cái tâm sở tư, cái thằng tư này nó lôi kéo, nó điều hành để cho cái tâm nó định lên cái cảnh mà trái nghịch lòng đó. Cho nên định trong cái tâm thọ khổ thọ ưu rồi đó, thì cái tâm sở định nó không có làm việc mạnh, mà phải do cái tâm thằng tinh tấn với thằng tư nó lôi kéo, nó tác hành, nó phối hợp làm. Thì như vậy chúng ta nên biết là khi mà nó rơi vô trường hợp mà cảnh trái nghịch lòng mà tại sao mà vẫn có sát na định trong đó, mà thấy là vẫn có cái tâm sở định lòng danh nó làm như vậy. Rồi dòng định, chứ còn gạch dòng ra định là thiền, là thiền chi, là tên gọi của thiền. Định là thiền, là thiền chi, là tên gọi của thiền. Một vị đã đắc thiền thì khi mà đạt được cái định, định mà là đúng nghĩa nó tới mức độ mà là, thiền rồi đó, thì nó được gọi là định là thiền, là thiền chi, là tên gọi của thiền, là của một vị đắc thiền.
Rồi, những điều cần ghi nhớ, hai chấm. Những điều cần ghi nhớ, hai chấm. Dòng có mặt trong tất cả tâm, có mặt trong tất cả tâm, đồng hiện hữu 51 tâm sở, đồng hiện hữu 51 tâm sở. Rồi. Liên kết cùng các thể tánh thiện, bất thiện, vô ký. Liên kết cùng các thể tánh thiện, bất thiện, vô ký. Rồi. Tương ưng với tứ danh uẩn. Tương ưng với tứ danh uẩn. Rồi. Bất tương ưng với sắc uẩn. Bất tương ưng với sắc uẩn. À, đó là những cái điều cần ghi nhớ, tức là cái tâm sở định thì nó luôn có mặt trong tất cả các tâm, à, đi từ trên xuống dưới trong cái bảng điều mình thấy là 121 tâm là nó có mặt đầy đủ không banh nã, à, và khi những tâm sở nào sanh vô với tâm nào thì nó cũng có mặt luôn trong 51 tâm sở, bất kỳ tâm sở nào sẽ lên nó cũng đều đi theo, à, đi theo dùng, à, nó hỗ trợ và đi theo dùng đó. Rồi nó liên kết với tất cả những cái thể tánh thiện cũng có, bất thiện cũng có, vô ký cũng có, và nó tương ưng với là tứ danh uẩn, tức là nó là một trong 50 tâm sở thuộc về hành uẩn, trừ thọ tưởng ra thì nó tương ưng với những danh uẩn như vậy, và nó bất tương ưng với sắc uẩn, với sắc uẩn thuộc về sắc pháp, sắc uẩn thuộc về sắc pháp, thành ra nó không có tương ưng được. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề tập sở nhất hành này rất là đặc biệt, rất là độc đáo ha, để mà đưa chúng ta đi đến cái sự mà tu tập về thiền định. Về thiền định thì chúng ta biết là nó có rất là nhiều thời và hệ giờ, chúng ta biết nó có rất là nhiều pháp, rất là nhiều cái kiểu mà được gọi là thiền. Ta đưa ra rất là nhiều thứ, nhiều loại, thì tôi cũng nói sơ sơ cho quý vị biết về những cái thứ thiền để mình phân biệt được những thứ thiền như thế nào. Thứ nhất là chúng ta nói về loại thiền của Nhật Bản, thiền của Nhật, thì ta gọi là chuyện là Zen, là chữ Zen là thiền, chữ là chữ Zen là như này này, chữ Zen là thiền. Của chị Nhật là Zen đó, thì đã cũng phát âm từ cái tiếng Trung Quốc á, đã phiên âm từ cái chữ Tiana hoặc là Chana, phiên âm từ chữ đó, và tiếng Ấn Độ là Chana, thì qua bên Nhật á, sang Nhật á, thì người ta gọi là Zen, mà không biết sao qua tới Việt Nam thành chữ thiền, Zen Zen hay là Chana Chana tiếng Tàu là Chan Chan, là sao qua thành thành chữ thiền. À, đây đó là cái vấn đề, nó đi cái chữ không thôi mà chúng ta thấy nó đi qua nhiều cái tông phái rồi nó biến chữ,
rồi qua tới Việt Nam mình thành chữ thiền. Rồi cái thiền mà ở Nhật Bản á, thì cái nó thuộc về bên cái Phật giáo phát triển, đó là Phật giáo Đại thừa đó. Nó thiền tông này nó đến với nước Nhật rất là muộn, nó muộn, nó không có như là Trung Quốc. Phật giáo mà nó có mặt ở Nhật Bản ở vào thế kỷ thứ sáu, nó qua cái sự truyền thừa của Trung Quốc và Triều Tiên và nó đưa qua, mà những được gọi là thiền tông á, và nó được thiết lập ở thế kỷ thứ 12. Cho nên cái thiền của Nhật Bản nó xây dựng trên ba cái yếu tố, cái nền văn hóa của Nhật á, nền văn hóa của Nhật được xây dựng trên ba yếu tố là thần đạo, Khổng giáo và Phật giáo. Phật giáo của Nhật thì cái chữ Phật giáo coi như là thuộc về hệ bên hệ Bắc truyền, thì cái thần đạo á, bên Nhật cái thần đạo nó là một cái đạo tín ngưỡng thuộc về bản địa, đạo địa phương á. Bạn nếu biểu hiện nó mang cái tính cách là nguyên thủy, và nó đặc thù của cái ta gọi là cái tâm hồn mà của người Nhật á, ta kêu là phù tang á. Phù tang, thì nó mang cái ý nghĩa là cái chữ phù tang nó mang ý nghĩa là chỉ về đất nước Nhật Bản. Thì cái ý nghĩa thứ nhất của cái phù tang á, nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất đó là nó là loại cây lớn, nó là một loại cây, cây lớn ở biển Đông Hải. Ý nghĩa thứ hai nó là tên của một quốc gia cổ ở biển Đông Hải. Là quốc gia cổ biển Đông Hải ai của Nhật Bản á. Và ý nghĩa thứ ba đó là cái cây Phật tang, hay là một cây là cái loại cây dâm bụt hay cây dâu gì đó. Thì có thể nói phụ nó mang nhiều ý nghĩa, nó có nhiều ý nghĩa khác nhau, từ ngữ mà nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng ở phương Đông mình, ở quốc gia phương Đông thì gọi nó chính là Nhật Bản. Đó là Nhật Bản, là nó có cái từ chúng ta hay nói là phù tang đó là người Nhật Bản. Thì theo như cái thuyền truyền thuyết phương Đông thì nó là một cái cây, có một cái cây dâu rỗng, cây dâu rỗng lòng ở chính giữa rỗng á, thì gọi là phù tang hay là khổng tang. Là cái nơi mà là cái thần mặt trời là nghỉ ngơi trước khi cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ đông sang tây. Thì do phù tang nó hàm nghĩa văn chương chỉ là mặt trời mọc luôn, đó là thì là Nhật Bản người ta lấy dấu hiệu là mặt trời. Vì vì vậy cái nước Nhật Bản có nghĩa gốc là mặt trời là như vậy. Thì khi mà chúng ta nói là thiền của Nhật Bản nó có cái đặc biệt là nói về trà đạo, thì chắc cũng đã biết cái trà đạo. Thì cái trà đạo này nó được xuất phát, nó được hoàn thiện bởi một cái ông tên là Senno Rikyu. Ông này cũng lên trên đi học thiền ở trên núi Ngũ Sơn ở Kyoto. Thì ông này ông mới hòa lẫn cái thiền vị và trà vào nhau. Ông chế vô như này này, ông làm là thành là gọi là trà đạo. Ông cho là cái chén trà nó là hóa thân từ một cái đất sét đơn sơ đơn giản, một cái tinh thần giản dị nhà nó đạm là cái vân vân vân, thì ông mang một cái tính chất thường nhiên của vạn vật, thì ông lấy chén trà ông làm chế ra cái môn phái trà đạo. Thì khi mà nói là ông lên trên núi Ngũ Sơn ở Kyoto, thì nó cũng từ cái chữ mà Ngũ Sơn Thập Sát, tức là năm núi mà 10 chùa, Ngũ Sơn Thập Sát, chỉ cho một cái núi mà có 10 chùa, năm núi mà có 10 chùa, một cái giáo hội gồm có năm ngọn núi và 10 cái chùa. Tại cái Ngũ Sơn Thập Sát này là được biết là có trước bên Trung Hoa Trung Quốc cái Ngũ Sơn Thập Sát này nó là chùa năm núi 10 chùa, nó tại thành phố Hàng Châu và Minh Châu, được ông Tổng Linh Tông sáng lập. Thì như vậy cái Ngũ Sơn Thập Sát này là dựa theo cái phong cách của ngũ tinh xá thập tháp của Ấn Độ, dựa theo phong cách nó cũng bắt chước Ấn Độ để mà thành lập Trung Quốc. Rồi cái thiền tông Nhật Bản nó cũng bắt chước làm theo, thì cũng dựa theo cái cách đó mà để mà thành lập cái Ngũ Sơn Thập Sát tại cái thành phố Kyoto, Kyoto và thành phố Kamakura. Thì như vậy những cái
vấn đề này được phát sanh đưa ra cái vấn đề thiền học đưa đến như vậy, và những cái phái này nó thuộc về phái lâm tế, phái lâm tế thiền bên dòng thiền của bên ảnh hưởng bên Trung Hoa rất là nhiều. À, cho nên tất cả những cái thiền mà của Nhật thì đa phần là cũng thuộc về Bắc truyền rất là nhiều. Còn nói về Ấn Độ thì chúng ta nói đến cái chữ thiền Ấn Độ thì chúng ta biết là nó dễ sợ hơn. Ấn Độ là nói tới cái thiền là nghĩ tới cái Bà La Môn liền. À, nói tới Bà La Môn giáo là vấn đề thiền rất là dữ dằn. À, thì trong cái Bà La Môn giáo mình được biết là nó có hai cái loại kinh của kinh Vệ Đà, nó có hai loại là kinh Mantra và kinh Brahmana. À, kinh Mantra là kinh lời mà ca tán tụng về vẻ đẹp của thần, làm một cái khẩu quyết bí mật. Rồi kinh Brahmana là nghi thức tế tự. À, thì bên Ấn Độ nó có những cái này về triết học của Upanishad thời Ấn Độ, thì có áo nghĩa thư này kia vân vân, chia ra thành 6 bộ phái thời đó. Và Ấn Độ rất là nhiều cái vấn đề này. À, 6 bộ phái Ấn Độ cổ đại thì thời là phái thanh luận, phái đạo luận, phái nhất minh luận, phái thắng luận, phái số luận, rồi phái du già luận. À, thì cái phái du già luận thì sau này được rất là phát triển là phái yoga đó. À, cái yoga bên Ấn Độ đem qua Việt Nam mình, giờ Việt Nam mình cũng rất là chuộng cái môn này. À, cái yoga, cái chữ yoga đó có nghĩa là tương ưng ý. À, mình phải biết cái chữ yoga là chữ tương ưng ý, tức là tương ưng giữa thần và người, à, kết hợp nhau, à, thì được gọi là yoga. Hoặc là nó còn có nghĩa là thiền định, à, nghĩa là thiền. À, theo yoga thì được gọi là thiền, tức là nó gọi là yoga, nó dùng cái chữ thiền đó để nó nói lên một cái ý nghĩa là dòng chảy của tâm trí, tức là cái tâm trí, dòng chảy tâm trí, à, là một cái trạng thái tinh khiết tập trung cao độ. À, của tâm trí khi xuôi chảy thì không có gì ngăn trở được. À, và nó ta diễn đạt, nó nắm đắm chìm vô trong cái ý thức của vũ trụ. À, đây, nói chung là vẽ lên những cái hình ảnh rất là ghê gớm. À, thì như vậy mình thấy không, bên Ấn Độ là coi như là sản xuất ra rất là nhiều cái phương pháp tu về thiền. À, chúng ta biết là nó coi như là mình có thể khó mà biết được bao nhiêu tông phái mình đi về thiền. À, còn bên Đại Thừa Thiền Tông thì cũng là thiền, nhưng mà không phải là thiền định mà cũng không phải là thiền quán. À, bên Thiền Tông thì tức là kiến tánh để mà đốn ngộ. À, thiền đó là không có phải là dùng cái thiền, mà dùng công án. À, dùng công án hay là kháng thoại đầu niệm đó để mà có thể thực hiện bất cứ đâu cũng được, chẳng hạn như là đánh một cái hoặc là hét một cái làm cho đệ tử bất ngờ hết hồn, rơi vô trạng thái mất hồn. Ta nói là lúc đó rơi vô cái trạng thái vô ngã tạm thời. Nhưng mà ta không hiểu, khi mà học về lộ trình tâm mình sẽ thấy là cái hết hồn rơi vô tâm sân hết hồn giật mình mà. Làm sân sân chứ nó mới vô ngã vậy. Những cái phương pháp này có nhiều cái cũng ngộ. Rồi pháp luân công Trung Quốc chế, rồi pháp luân công này cũng này, pháp luân công này cũng rất là mạnh. Mình thấy là rất là nhiều cái tông phái thiền. Rồi sau này cái bà Thanh Hải cũng thiền. Bà đi qua Ấn Độ có học cái phái thiền gì đó, rồi bà về cũng tạo nên những cái trường phái thiền quá, và phải cũng mà chiêu dụ cũng rất là nhiều. Rồi Kim Cang Thừa là rất là nhiều thứ. Bên về nói về thiền thì chúng ta biết là rất là đặc biệt, rất là nhiều. Bên Thiên Chúa thì ta không có dùng chữ thiền mà ta kêu là tịnh tâm, cũng là thiền. Nói chung là cũng từ cái chữ thiền mà ra. Là đó là cái vấn đề. Thêm chút xíu cho nó có không khí thay đổi chút ha. Như vậy là chúng ta là học xong cái phần về định. Cái phần định là chúng ta đã dứt điểm được. Hôm nay là mình học được hai cái tâm sở, một là cái tâm
sở tư và sở nhất hành, hay là sở định. Hai năm sở này còn tới lên học được mấy nè, xúc thọ tưởng tư hành học được 5 tâm sở rồi đó. Bây giờ học được 5 tâm sở, còn 2 tâm sở nữa là xong 7 tâm sở tiến hành. Đó là hôm nay nói gì cũng đây thấy cũng vừa phải lẽ, học thêm nữa mà lắm. Quý vị coi bài chịu khó tập lại bằng Bali đọc lộng cộng quá, tập đọc lại cho nó tuôn chơi lại cho nó tốt đẹp. Rồi hôm nay chúng ta tạm ngưng tại đây, xin nhận biết lại cho ship chị Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ, kính tri ân vinh kinh rất là nhiều. Dạ, cứ định lễ quý sư nhớ đảnh lễ hoài. Dạ, xin lỗi vinh nha. Dạ, thành kính tri ân vinh rất là nhiều. Dạ, vinh đã bỏ gần 2 tiếng đồng hồ để dạy cho trong đạo tràng được học, và không biết quý vị trong đạo tràng có ý nghĩ như thế nào buổi học ngày hôm nay. Dạ, xin mời bàn tay quý vị có thể có ý kiến ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, để buổi học được tốt đẹp hơn về sau này. Dạ, kính mời đạo tràng, quý vị có thể, dạ, rồi sa thú, vậy là chị Meta sa thú rồi. Dạ, tặng 3 bó hoa luôn đó, Quỳnh. Dạ, còn trong đạo tràng quý vị như thế nào, có ý kiến như thế nào không, thì Nhật Quỳnh kính mời. Dạ, để cho buổi học được tốt đẹp hơn. Riêng Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh thấy Quỳnh dạy buổi vừa rồi và buổi này Quỳnh giảng kèm theo thì Nhật Quỳnh hiểu hơn được một chút. Dạ, hiểu hơn một chút, dễ hiểu hơn. Dạ, và cũng có cái thời gian để mình gom tâm lại để suy nghĩ những lời của Quỳnh giảng. Dạ, thì riêng Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh thấy vậy. Còn trong đạo tràng quý vị nào có ý kiến gì thì cứ đưa lên, dạ, đưa lên để buổi học càng về sau này thì càng tốt đẹp hơn, để không bỏ công huynh kinh đã bỏ công ra để mà lo lắng trong cái buổi học. Thật tình mà nói thì mình học như Nhật Quỳnh làm MC thôi cũng phải đầu tư vô cái buổi học này rồi, huống gì là huynh. Nên Nhật Quỳnh mong tất cả quý vị có ý kiến để các đạo tràng mình sau này học được tốt hơn, tiếp thu tốt hơn nữa. Dạ, sa thú xích niệm từ. Dạ, như vậy là chắc có lẽ là đạo tràng cũng rất là hoan hỷ rồi huynh. Dạ, có nhiều vị người ta không có thể chết chát và người ta không có cầm mít vì lý do này, lý do khác. Huynh hoan hỷ ha. Dạ, Nhật Quỳnh thì cũng rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh Ngài Trí Đức, con sẽ sám hối sau khi học Pháp, và con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng để chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, Ngài có chức máy chưa? Ngài có nghe được âm thanh không? Thì Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Thai, dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính Pháp ạ. Uttamange na vandehang Bada phan su và ruột tâm buộc thề dô khá đi tô đổ sơ buộc thô tham mặt tụ khăn mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm Đức Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quan đề hăng thầm anh trần đồ vị thăng và răng thầm mê vô khali tô đô sô thầm mô cam ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quan đề hăng sanh khanh cha đều vị thốt tam an sanh khê vô khát đi tổ đô sâu sanh khô
Tama tu tăng mama, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng à. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, huynh kinh ơi, vậy là ngài không có trở lại máy rồi, chắc là ngài bận rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời huynh kinh chúc phúc cái đạo tràng nha. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tam Ma giá, nam mô Sa Kha. Thì bây giờ là đang đi du lịch mà đi enjoy chuyến đi travel, kêu réo hoài mệt quá. Chứ Nhật Quỳnh cứ kêu réo. Tôi sắp tâm ăn gà lăng rắc khăn tôi sắp bà đê và ta sắp bà bột thà lưu bà quê nà sà đà cho thế bà quan tử tê. Tôi sắp tâm ăn gà lăng rắc khăn tôi sắp bà đê và ta sắp bà tâm mà lưu bà quê nà sà đà cho thế bà quan tử tê. Tôi sắp tâm ăn gà lăng rắc khăn tôi sắp bà đê và ta sắp bà sáng khá lưu bà quê nà sà đà cho thế bà quan tử tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Thầy á, Nam mô Tam Bảo á, Nam mô Sa Kha á. Do phước báo này cầu mong cho tất cả chúng ta luôn được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và nhất là có trí tuệ, có chánh kiến, luôn luôn được thấy được ánh hào quang của chánh pháp và đừng bao giờ để rơi vào trong những tà kiến, cũng luôn luôn có được đời sống chánh hạnh, chánh kiến, và có như vậy thì chúng ta sẽ luôn gặt hái được nhiều sự an lạc trong đời sống hiện tại cũng như mà những cái đời sống kế tới. Đó là